that last boom boom room room. Save that last boom boom room room. Save that last room. Cô Yến xin chào tất cả các con. Trong bài hát chúng mình vừa mới được nghe có rất nhiều chiếc xe ô tô xinh xắn phải không nào? Và trong hoạt động tạo hình ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm những chiếc ô tô bằng vỏ hộp sữa đấy. Và để biết được cách làm những chiếc ô tô bằng vỏ hộp sữa như thế nào thì ngay bây giờ cô mời chúng mình cùng quan sát cô Yến hướng dẫn nhé. Để làm được chiếc ô tô bằng vỏ hộp sữa, bố mẹ hãy giúp các con chuẩn bị những nguyên vật liệu sau nhé. Vỏ hộp sữa to và nhỏ, bìa cắt tông 2 lớp, nắp chai được đục lỗ sẵn, que nhỏ dài 10cm, băng dính trong, và cuối cùng là băng dính hai mặt. Để làm được chiếc xe ô tô, đầu tiên cô sẽ lấy hộp sữa dài làm thùng xe và hộp sữa ngắn làm đầu xe. Sau đó cô lấy băng dính hai mặt dán vào đầu của hộp sữa dài. Chúng mình dùng ngón tay miết cho băng dính dán chặt vào hộp sữa. Sau đó các con bóc băng dính hai mặt ra và dán vào đáy của hộp sữa ngắn. Các con lưu ý dán đầu của hộp sữa dài sát vào đáy của hộp sữa ngắn sao cho thẳng hàng. Các con ơi, chiếc xe này còn thiếu bộ phận gì nữa nhỉ? À, đó chính là bánh xe đấy. Bây giờ, cô sẽ lấy những chiếc nắp chai đã được đục lỗ ở giữa làm bánh xe. Cô lấy que nhỏ, xiên vào nắp chai. Tiếp theo, cô sẽ lấy bìa cắt tông 2 lớp xiên qua. Và cô lại tiếp tục lấy một nắp chai nữa xiên vào. Như vậy, cô đã có 2 bánh xe rồi. Bây giờ, cô sẽ dán bánh xe ở dưới thùng xe. Các con lấy băng dính trong để dán vào cho thật chắc nhé. Tương tự như vậy, cô sẽ làm với bánh sau. Chúng mình lấy nắp chai đã được đục lỗ sẵn và xiên vào que nhỏ, bìa cắt tông 2 lớp. Rồi lại đến nắp chai. Chúng mình lại tiếp tục gắn ở dưới thùng xe. Chúng mình lại lấy băng dính trong dán cho thật chắc nhé. Như vậy, cô đã làm xong chiếc ô tô xinh xắn rồi. Chúng mình thấy chiếc ô tô có đẹp không? Vừa rồi, cô đã hướng dẫn chúng mình làm chiếc ô tô thật là xinh xắn rồi phải không nào? Cô tin chắc rằng với đôi bàn tay khéo léo của các con, bạn nào cũng có thể làm cho mình được một chiếc ô tô để chơi ở nhà. Và bây giờ, cô phải nói lời chào tạm biệt với các con rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các con!